Vào một đêm không trăng, mà cũng không sao, có một viên thiên thạch đáp xuống một mảnh đất trống, rồi tiết ra một loại chất biến đổi nguồn nước, và ai uống chúng nó sẽ sở hữu trong mình những siêu năng lực khác nhau. Và đây là câu chuyện về một người đàn ông, sau khi uống nguồn nước đó, rồi sở hữu sức mạnh siêu nhiên, thì ông quyết định quay trở về, tìm con gái để bù đắp lại tình cảm, mọi chuyện sẽ như thế nào, thì mời các bạn xem bộ phim Năng lực siêu phàm nhé. Mở đầu bộ phim là khung cảnh quán gà rán của Jumi đang được các YouTuber quay vlog để câu like và khều đồ này từ các viewer. Mà cũng nhờ như vậy, quán của Jumi bán rất đông khách và kiếm rất nhiều tiền. Bán buôn mệt mỏi rồi thì Jumi nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà Jumi đang ngủ thì có một đám công nhân xuất hiện và đập phá quán của cô bé, đập chán chê rồi giở trò côn đồ, lôi cô ra ngoài này để hành hung. Lúc này mẹ của Jumi chạy tới đây để bảo vệ cô. Đám đàn ông cao to đen thúi này liền ra tay với bà khiến cho bà đập đầu xuống đất. Những người hàng xóm của Jumi chạy tới, rồi mang cô và mẹ vào trong bệnh viện, nhưng bà lại không may mà qua đời. Trong lúc đó trên bầu trời, có một quả thiên thạch rơi xuống Nhật Bản, từ trong cục đá vũ trụ này, tiết ra một chất dịch xanh lẻ, khiến cho nguồn nước bị biến dạng. Vừa hay bố của Jumi cũng đang đi tập dưỡng sinh, và làm một ngụm nước thánh. Sau đó quay trở về công ty của ông để làm việc. Lúc này có một cô lao công đứng nhìn đóng cà phê với ánh mắt thèm nhỏ cả dãi. Thấy vậy Suk Hyun liền kêu bà dì vào trong này làm một ly cà phê cho đỡ ghiền. Tới giờ tan làm Suk Hyun rời khỏi công ty, đang đi thì thấy bà dì lao công đang bị chửi sấp mặt vì ăn cắp vặt. Suk Hyun chán đời quá nên đi ra một quán nhậu làm vài chai lai dai cho đời bớt trông gai. Đang nhậu ngon thì Suk Hyun bị đau bụng một cách quằn quại, rồi bộc phát một tí sức mạnh thổi bay bàn ghế. Chủ quán chạy ra thấy mọi thứ tanh bành hết trơn nên đuổi cổ đi Suk Hyun đi về. Suk Hyun về tới cái chuồng heo của mình rồi nằm ngửa thay ra đó làm điếu thuốc. Ông cố gắng lấy cái lửa miễn phí thì nó tự bay tới tay của Suk Hyun. Vừa châm thuốc kéo được một hơi thì có cuộc gọi của Jumi để báo tin rằng mẹ của cô đã chết. Tại tang lễ của mẹ Jumi, cô đang tiễn khách thăm viếng thì Suk Hyun cũng tới, rồi cả hai bố con cùng nhau ngồi lại hàn huyên tâm sự. Lúc này đám người của công trường xây dựng cũng tới tang lễ để kiếm ăn kiếm mối với Jumi. Thấy thế Jumi chạy ra đây, cô đứng ra chửi chết cụ bọn nó, rồi đòi kiện ra tòa. Tên đứng đầu trong số chúng liền đưa tiền cho Jumi để giảng hòa, thì cô tuyên bố có cái đầu cắt moi chứ giảng hòa. Thấy vậy tụi nó tính kiếm chuyện với bà chị thì cậu bạn luật sư của Jumi ra mặt rồi đuổi đám cẩu bốn chân này đi. Lúc này Jung Hyun và bố của Jumi cùng nhau nói chuyện, rồi cậu dẫn ông tới quán gà của Jumi. Suk Hyun đi một vòng trong quán, rồi hỏi quan hệ của cậu trai và con gái của mình, thì cậu bảo tụi con chỉ là bạn trong sáng. Sau đó ông quay đi, thì nhớ tới con gái và cái chết của vợ, liền đổi máu mà bộc phát sức mạnh lần nữa. Thấy vậy ông chạy về nhà rồi test thử, quả nhiên ông đã có một sức mạnh siêu phàm, khiến cho ông chú mắt chữ A, mồm chữ O mà chạy tới tìm sếp của mình để tâm sự. Sáng hôm sau, Suk Hyun cùng Jumi và những hàng xóm thân thiện đưa mẹ cô về nơi an nghỉ cuối cùng, rồi quay trở lại khu nhà đang trong giai đoạn tranh chấp. Mọi người lúc này bàn kế hoạch để đối phó với đám công nhân xây dựng, nào là dùng bom xăng, nào là ném mắm tôm, vân vân và mây mây. Ông chú đứng bên này nghe mà rợn cả sống lưng, rồi chạy tới khuyên ngăn mọi người, rồi bảo với Jumi rằng ông có sức mạnh đặc biệt nên sẽ tìm cách để giúp Jumi đòi lại công bằng cho cô. Nhưng những người ở đây tưởng rằng ông bị điên rồi đuổi cổ ông chú. Tối đó chú tới một cái rạp xiếc trung ương để gặp ông chủ rồi xin ông ta cho mình làm chúa hề trong này. Suk Hyun thể hiện ra ít trình độ thì cũng được nhận vào trong rạp xiếc trung ương để làm trò con bò cho xã hội xem. Trong lúc đó Jumi và luật sư Kim cùng tới nơi này để gặp một luật sư khác bàn về việc kiện đám người của tên thầu xây dựng, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, cho nên hai đứa thất vọng mà quay trở về. Bên khu nhà lúc này ông chú ngồi chờ con gái của mình về thì vừa hay Jumi cũng đã quay lại, rồi hai người vào trong nhà để nói chuyện. Lúc này ông bảo rằng ông sẽ giúp cô, sẵn tiện khoe cái cà vạt mới mua. Ông chú thể hiện ra tí sức mạnh của mình, ông cứ làm trò con bò, khiến cho chị gái nổi điên mà quát thẳng mặt của ông chú. Jumi bảo năm đó xách đít đi làm cái gì, rồi bây giờ quay về giả nhân giả nghĩa, sống chi mà giả tạo quá trời. Nghe xong, trong lòng của Suk Hyun chết trong tim một chút. Ông chú mang con tim tổn thương này quay về thì thấy đám người của tên thầu xây dựng đang đi về hướng của khu nhà tranh chấp. Lúc này tại khu nhà, mọi người hay tin đám công nhân xây dựng sắp tới mà chạy tán loạn tìm cách bỏ trốn, nhưng đã quá trễ. Tụi nó cầm theo đủ loại hành nóng rồi tiến vào trong khu nhà và hành hung những người dân vô tội ở đây. Ông chú vừa hay cũng chạy tới, rồi xong vào bên trong khu nhà thì thấy con gái của mình đang bị nắm đầu lên gối xuống trỏ, liền nổi nóng mà dùng sức mạnh của mình đánh bay đám công nhân xây dựng. Tụi nó vẫn tính đánh thì ông chú bẻ tay một thằng để dằn mặt. Vừa hay cảnh sát kéo tới, rồi cả đám bị áp giải lên phường uống trà. Lúc này đám thằng thầu tố cáo ông chú rằng ông chú hành hung bọn chúng, nhưng mà bằng chứng không thuyết phục nên cảnh sát bỏ qua. Giải quyết xong xuôi thì ông chú được người dân ngưỡng mộ vãi cả đạn, rồi cùng mọi người quay về khu nhà, rồi dùng sức mạnh của ông chú xây dựng lên một bức tường kiên cố. Ông chú dùng ngôn ngữ hình thể mà điều khiển mọi thứ, rồi dùng đá lưỡi đại pháp để khóa cảnh cửa. Đám lính của tên thầu đứng ngoài này nhìn thấy đống đồ bay lơ lửng
liền teo trứng mà chạy tới chỗ của hắn ta để xin nghỉ việc. Bên chỗ của Yumi lúc này thì cô cùng mọi người đang kiểm tra lại bức tường, rồi cô đi vào trong thì thấy ông chú cùng những người khác cùng nhau bàn về sức mạnh của ông. Sáng hôm sau, có một nhóm nhà báo đến phỏng vấn Yumi và mọi người, sau đó cô cùng ông chú đi tới một quán ăn nhỏ để ăn sáng và hai người cùng nhau tâm sự. Trong lúc đó bên này, tên thầu Min tìm tới gặp giám đốc dự án và cùng cô ả dựng lên một kế hoạch để hại nhóm của Yumi. Ả ta cho người vào đánh tên Min sấp mặt và thu âm lại tiếng cầu cứu của ả để tạo bằng chứng giả rằng người của Yumi đã hành hung hắn. Còn bên này, mọi người đang cùng nhau ăn uống thì trên TV phát một đoạn tin về bố của Yumi. Đám người này cho rằng ông đã dùng một thứ vũ khí gì đó để tấn công người của tên Min, vừa hay Suk Hyun vào trong này rồi trấn an mọi người, sau đó cùng con gái của mình ra ngoài bức tường để hóng mát. Cả hai bố con đang cùng nhau nói chuyện thì lúc này có hai người tới để bắt ông vì tội ăn cắp vặt, nên ông chú phải đành đưa tay ra cho chúng công đầu rồi giải về phường. Lúc này Yumi gọi điện và cầu cứu luật sư Kim. Sau khi nghe rõ mọi việc, anh chạy tới văn phòng cũ của thằng Min thì phát hiện rằng bọn chúng đã dựng lên một cái bẫy để gài nhóm của Yumi vào trong vòng lao lý. Luật sư Kim gọi cho Yumi kêu cô bỏ chạy, nhưng cô bảo có cái bíp ấy mà chạy. Lúc này đám người của cảnh sát đã kéo tới đây đông như kiến và chờ lệnh để tấn công nhóm người của Yumi. Bọn họ dùng những loại hàng nóng và cả xe ủi để đẩy lui nhóm của cô. Bên kia bức tường thì Yumi và mọi người cũng cố gắng chống trả một cách quyết liệt, thà chết chứ không lui, rồi ném bom xăng vào mặt đám cảnh sát. Vụ việc đều lên mọi trang tin tức của giới truyền thông. Trong tù lúc này, ông chú được đưa tới gặp con ả đê tiện này, rồi nghe ả luyên thuyên về đạo lý và khuyên ông nên đầu quân cho ả ta để được hưởng lợi. Nói xong rồi con ả xách đít của mình rời đi. Còn ông chú thì được giải ra ngoài này, vừa hay nhìn thấy tin tức về vụ tấn công tại khu nhà, liền hoang mang và tìm cách gọi cho con gái của mình, nhưng không được. Lúc này ông chú lên máu rồi phá hủy cái còng tay, bẻ luôn phòng giam, đánh bay cảnh sát mà bay ra ngoài gặp mặt con mụ cáo già, sẵn tiện bóp nát cái xe của con ả, rồi bay đi giải cứu cho con gái. Bên này nhóm của Yumi cố gắng chống chọi một cách quyết liệt, nhưng vẫn bị đám người của chính phủ lùa như lùa gà mà chạy thục mạng. Trong lúc bỏ chạy, có một chú bị trượt chân mà té, xém tí trầu ông bà, thì may sao, ông chú bay tới, rồi giải cứu cho mọi người. Cứu xong mọi người thì ông chú bay xuống chỗ này tìm tới đám cảnh sát và đánh cho bọn chúng một trận. Ông chú dùng sức mạnh nâng mọi thứ lên, tính ném chết phía đám cảnh sát, nhưng mà nghĩ lại nên thôi, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Trên sân thượng, nhóm người của Yumi tìm cách treo qua tòa nhà bên cạnh để bỏ chạy, nhưng quá chậm nên khiến cho đám cảnh sát dí kịp và đánh sấp mặt cả bọn rồi bắt giữ cô. Vừa hai chú già bay lên trên này cũng bị đánh cho sấp mặt, rồi vùng lên xử đám cảnh sát phèn chúa, rồi đẩy toàn bộ người dân qua bên tòa nhà, xong quay sang cứu cô con gái của mình. Yumi lúc này bị bắt lên một cái thùng và được cẩu mang đi. Lúc này cái cần cẩu gặp trục trặc khiến cho nó bị nghiêng sang một bên, làm cho tình thế rơi vào trong thế cục ngàn cân treo sợi mì hào hào chua cay. Lúc này ông chú xuất hiện và cố gắng giữ cái thùng rồi kéo vào bên trong, nhưng do dùng sức quá đà mà làm gãy thanh sắt, khiến cho cái thùng và cả Yumi cùng rơi xuống. Thấy thế ông chú liền lao theo để giải cứu cho con gái, may sao mà cứu kịp, rồi mang cô quay trở lên trên. Sau đó ông chú bay qua bên chỗ này, rồi giặt đám cảnh sát qua một bên xong tung nắm đấm, đấm tung mồm thằng Min. Giải quyết xong hết thì ông chú cũng đưa tay chịu trói và đi tù. Một thời gian sau, chú được thả và quay về nhà cùng con rể và con gái của mình. Bộ phim tới đây cũng đã hết. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like và một share.